Chào mừng các em đến với kênh Mắt To và Mắt Nhỏ. Ngày hôm nay thì chị Mắt To sẽ hướng dẫn các em làm một bé squishy hình hộp sữa dâu. Điều đặc biệt trong ngày hôm nay thì chị Mắt To sẽ làm một hộp sữa nhưng không dùng kéo. Kéo, nếu không có kéo thì không biết chúng ta sẽ làm như thế nào ha. Nếu các em tò mò thì hãy tiếp tục xem video này. Mình bắt đầu làm thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần một tờ giấy A4 này. Mình không cắt tờ giấy A4 luôn nha các em, mình sử dụng toàn bộ luôn nha. Chúng ta sẽ gấp một nửa nhưng mà trừ lại một chút, đó là khoảng 1,5 cm, 1,5 cm đó các em. Chúng ta gấp lại và bây giờ chúng ta sẽ dán lên, dán cho chúng dính lại với nhau nha. Mình dán để mình định hình lại đó các em. Các em không có cần dán nhiều đâu, chỉ một chút xíu thôi. Bây giờ thì chúng ta bỏ tay vào trong để chúng ta gấp hình hộp chữ nhật. Một bên chiều dài đó là 8,5 cm, chiều rộng sẽ là 5 cm. Chúng ta lấy tay miết để cho nó chắc chắn hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ sang một bước, đó là vẽ thôi. Các em vẽ sao cũng được hết, các em có thể tham khảo mẫu ở trên mạng. Cái này chị cũng tham khảo rất hiếm. Giống như là mình nước đá nó chảy vậy đó các em. Và trang trí có mắt mũi miệng cho nó dễ thương. Cộng hai trái tim nữa, hai trái tim hai bên luôn. Sau khi mà các em vẽ xong thì các em sẽ tô màu nha. Ở đây thì chị sẽ tô hai màu, đó là màu hồng và màu trắng. Màu hồng thì chị sẽ tô là màu chủ đạo đó. Tại vì mình chỉ thích màu hồng, tại chị thấy màu hồng cũng dễ thương, màu hồng nhạt nhạt đó. Các em pha màu thì các em có thể pha với một chút màu trắng nữa. Màu hồng pha chút màu trắng thì nó sẽ ra màu hồng nhạt rất là dễ thương. Giống như vậy nè. Đây là kết quả của chị sau một thời gian chị vẽ và chị tô màu. Quan trọng chúng ta không thể thiếu đó là chúng ta sẽ lấy băng keo dán lại. Nếu mà chúng ta không dán thì khi chúng ta bóp một lần thôi là nó sẽ bị rách đó. Nên lần này chúng ta sẽ lấy cuộn băng keo thật là lớn để chúng ta dán nha. Nếu không có băng keo lớn thì các em có thể dán băng keo nhỏ. Sau khi chị dán xong rồi thì bây giờ chị sẽ gấp cái phần ở phía dưới đó lên 3 cm thôi. 3 cm để chúng ta làm cái đáy hộp đó. Các em gấp hai bên lại với nhau. Sau đó các em giống như gói quà vậy đó các em. Sau đó chúng ta sẽ gấp lại 4 bên với nhau, 4 mặt lại cho nó tạo thành một cái phía dưới cho nó vừa dễ thương mà vừa chắc chắn. Chị thấy cái này giống gói quà lắm luôn á. Rồi, mình lấy băng keo mình dán lại thôi. Khi mà dán băng keo xong thì chúng ta chỗ nào mà không dính đó thì chúng ta bỏ tay vào trong để chúng ta dán cho chắc chắn hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ gấp phần trên. Phần trên thì chúng ta sẽ lấy 5 cm, nhiều hơn ở phía dưới đó các em. Nhưng mà phần trên thì mình gấp hơi khác một chút. Là phía trên mình sẽ làm sao mà cho nó dính lại với nhau ở phía trên đó. Thì chúng ta bỏ ngón tay trỏ vào, chúng ta lấy đường giữa và chúng ta đè vào. Thì nó sẽ tạo ra một giống như hình tam giác gì đó mà nó đẩy vào trong. Thì sau đó chúng ta sẽ dán lại. Trước khi dán thì chúng ta phải làm một việc quan trọng, đó là chúng ta sẽ bỏ bông vào. Bỏ bông vào sau đó thì chúng ta mới dán lại nha. Các em dán định hình trước và sau đó các em mới bắt đầu dán kính lại. Dán kính thì chị khuyên các em mà nên dùng cái băng keo lớn của mình á để dán cho nó chắc chắn hơn. Và khi mà chúng ta dán chắc á, không có chỗ hở thì chúng ta bóp rất là squishy, chậm tan đấy. Rồi bây giờ chị đã xong. Đây là kết quả của chị đó. Các em xem ở phía trên nè, chị làm rất là chắc chắn và các em dán băng keo lại nha, ở phía trên cho nó khít lại. Và bây giờ chúng ta cùng bóp thử thôi. Các em thấy thế nào? Các em chấm cho squishy của chị mấy điểm, các em thấy có chậm tan không?
Theo những lần chị rút kinh nghiệm đó là nếu mà chúng ta muốn chạm tăng thì chúng ta dán cho ít lỗ khí lại, thì chúng ta bóp thì sẽ rất là chạm tăng đó các em. Ồ, chị thấy bé squishy này của chị cũng khá chạm tăng đó. Em cùng xem lại tổng quan bé squishy của chị nha, và chấm điểm cho chị comment ở phía dưới nha. Rồi, bây giờ thì chị sẽ tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em. Chúc các em làm bé squishy hình hộp sữa thành công. Nhớ đăng ký kênh của chị và nhấn chuông để mỗi khi có video mới thì sẽ được thông báo đó. Tạm biệt các em nha. Bye bye chị mắt to và chị mắt nhỏ. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em những video lần sau. Bye bye.